Chào bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu bạn game cuộc chiến chó mèo. Thực ra chính xác tên nó chỉ là cuộc chiến con mèo. Game Battle Cat. Thì game này mô phỏng là cuộc chiến các bạn sẽ thủng cái thành và đi đánh chiếm những cái thành khác. Những cái thành khác thì được bảo vệ bởi những cái con quái vật hung tợn. Đây là skip luôn. Về cái giao diện game này thì các bạn thấy game này nó cực kỳ màu mè, sặc sỡ. Trong phần setting thì các bạn có thể bật tắt âm thanh chấm hết. Các bạn thấy đây chính là cái màn hình vào game, thì những cái con màu trắng trắng này chính là những cái con nhân vật mà sẽ ở cái thành các bạn. Còn những cái nhân vật còn lại là những cái thành khác các bạn phải diệt nhau. Thì khi vào tiến hành vào play thì các bạn thấy âm nhạc game sẽ theo kiểu dồn dập thành tiếng để các bạn có hứng thú chơi game này hơn. Phía bên tay trái các bạn sẽ có những cái menu. Start là bắt đầu chơi các bạn biết rồi. Upgrade là nâng cấp những cái lính của mình. Tiếp theo nữa là cái phần này là phần để mua tiền, không có tiền thì không nên vào. Phần cuối nữa đó là cái dictionary này, thì các bạn sẽ vào và tìm xem là những cái con địch thủ chúng ta là những con như nào. Rồi đây là con hà mã, con hippo thì nó có sức mạnh như nào và nó kiểu đánh làm nào để đánh nó chết chẳng hạn. Cái này rất là quan trọng bởi vì khi vào game thì các bạn sẽ nhiều lúc trường hợp gặp bọn khủng vãi luôn. Thì các bạn thấy đây là cái giao diện chính của game. Thì các bạn sẽ có đi qua từng cửa đó, đi theo bản đồ như từng cửa như này, và chọn cửa nào sẽ ấn battle ở đây. Phía dưới này các bạn sẽ có một số cái item mà các bạn có thể mua bằng tiền. Sau thì sẽ tiến hành vào battle cho các bạn xem. Start fighting. Đây, bạn thấy game thì không có quá đẹp, tuy nhiên là nhìn nó rất là đáng yêu. Những con này kiểu bốn chân lúc nhúc. Thì nhiệm vụ các bạn là đánh chết cái thành bên này. Cái trò này thì nó các bạn nên đánh nhiều và rút ra kinh nghiệm, mà nên nâng cấp cái gì trước hoặc xin con nào trước chẳng hạn. Bạn thấy là thành này vô lý nữa, nó tận 6.001 máu, các bạn có 1.000. Các bạn thấy phía giao diện game thì các bạn sẽ có từ trên này xem cái lượng tiền nó liên tục chạy, và đánh chết mỗi đơn vị thì các bạn sẽ được tăng lượng tiền. Và để tăng cái tổng số lượng tiền các bạn nhận được thì các bạn phải nâng cấp cái level này lên. Mỗi lần nâng cấp mất tiền đó, mình nâng cấp sẽ lên 300, lên 400, 500. Mình khuyên là các bạn không nâng cấp cái này sớm. Cái này chỉ nâng cấp nếu các bạn muốn xin con to tiền ở đây thôi. Con này 650. Thì các bạn thấy mình có rất nhiều quân ở đây. Đơn vị quân mình đây là con mèo này. Cái con này là con cơ bản yếu nhất luôn. Gặp con lợn rừng này nó hút phát chết. Còn những con này như con đây mình sẽ xin con trâu thì nó khỏe hơn, hút nhanh, mỗi tội là cũng nhanh chết. Đây sẽ là con tanh các bạn à, đi lù đù, con này thì đánh lâu chết lắm, mỗi tội là đam nhiều. Nên là đánh cũng cùi. Thì các bạn thấy là máy nhiều lúc nó khỏe vãi vãi luôn. Cả hà mã, cả lợn, cả trâu, cả rắn ra đánh làm sao mình chịu. Phía bên này thì các bạn sẽ có một phần nữa, phần gọi mình cảm gọi là ulti. Cái này thì các bạn nên giữ đến theo nó vào qua cái vách hồng này để ấn. Ulti yếu quá, không chết được kiểu không đi. Thực ra máu thì tận 1.000 nhưng mà nó hút thì nhanh lắm. Các bạn để nó hút qua 2 phát mất 160 máu rồi, tính nhanh lắm. Phía trên này các bạn còn cái nữa đó là một cái gọi là thần mèo, mình chưa sử dụng được ngay bao giờ thì sử dụng cái này thì như mất tiền, cũng mất ít tiền để mua rồi nó không được sử dụng. Theo nó hút thì các bạn sẽ thua, mà chuyện thua này với mình là chuyện bình thường rồi, mình thua nhiều lắm. Đấy, sau mỗi trận đấu thì các bạn sẽ nhận được một cái lượng gọi là lượng XP, tạm gọi là kinh nghiệm hoặc là quy đổi ra vàng hay bạc gì từ các bạn. Thì cái lượng này sẽ dùng để các bạn vào đây upgrade. Thì trong này các bạn có thể nâng cấp, ví dụ con mèo cơ bản mình là level 6 các bạn. Mình có thể nâng cấp nó lên, lên level 7, nó khỏe hơn này, trâu bò hơn này. Những cái con này, đây các bạn thấy là nó có thông tin những con này chẳng hạn. Đây con này là tanh này, con này là cầm dìu đánh nhau, con này không biết. Đây con bò. Thì ngoài ra các bạn có thể nâng cấp những cái súng ở phía dưới này luôn, mình chỉ rất nhiều những cái nâng cấp tùy chọn đây, và để nâng cấp hết những cái này thì các bạn phải cần cái lượng XP này. Tuy nhiên là
khi mà đánh thì các bạn hết XP nếu các bạn không thể mà nâng cấp lên được. Cũng như là cái lượng energy này các bạn mà cạn kiệt thì sau mỗi màn nó sẽ tiêu tốn các bạn một cái lượng, mà nếu cái lượng này cạn kiệt thì các bạn lại phải chờ một thời gian nhất định để game nó tự hồi cho các bạn. Thì có một cách mà các bạn có thể kiếm XP đó, các bạn trở về những cái màn chơi dễ hơn để chiến đấu thì chắc chắn các bạn thắng, mà thắng sẽ được nhiều XP. Tuy nhiên là các bạn mà thắng nhiều thì cái màn này nó sẽ tự động reset lại và các bạn cũng được XP lần đầu. Đấy là cái điểm mà các bạn cần lưu ý. Bài giới thiệu game Better Cat của mình đây hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.